Chương trình radio Chuyện đời thường. Chuyện ngắn: chồng chưa cưới nói bán nhà của tôi trả nợ cho nhà của anh ấy. Tác giả: Trần Linh. Tôi và anh quen nhau đã 2 năm, anh ở quê, còn tôi sinh ra tại Hải Phòng. Tôi là con một trong nhà nên bố mẹ hết sức cưng chiều. Ngày tôi lên Hà Nội học, bố mẹ vì không muốn con gái vất vả ở nhà thuê nên đã mua cho tôi một căn chung cư ở gần trường. Sau này đi làm, tôi quen và yêu anh, người đàn ông làm cùng công ty tôi, rồi tính đến chuyện kết hôn. Biết anh chưa có điều kiện mua nhà, bố mẹ tôi lại bảo hai đứa cứ sống trong căn chung cư vì nó là quà tặng của ông bà dành cho tôi khi đỗ đại học. Rồi chưa cưới nhưng anh đã dọn đến sống cùng với tôi. Căn chung cư không quá lớn nhưng với giá bất động sản tăng chóng mặt hiện nay, việc sở hữu một chỗ ở khá gần trung tâm Hà Nội đối với hai chúng tôi là điều may mắn. Chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra. Trong khi mọi người đều hân hoan, vị hôn phu của tôi thời gian này lại luôn căng thẳng, mệt mỏi. Ban đầu tôi nghĩ anh đang gặp áp lực về chuyện cưới xin. Tuy nhiên, nhiều đêm nằm cạnh nghe tiếng anh thở dài, tôi không khỏi suy nghĩ. Gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới tâm sự rằng bố mẹ anh thời gian vừa rồi làm ăn thua lỗ, hùn vốn kinh doanh nhiều nơi nhưng đều thất bại. Số tiền vay mượn đã lên tới 2 tỷ đồng mà ông bà không có khả năng trả. Hiện giờ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ ngày một tăng cao mà gia đình anh chưa biết cách nào để xoay sở. Chồng sắp cưới nói với tôi tình trạng này, rằng gia đình anh không có tâm trạng lo chuyện cưới xin mà hủy đám cưới giờ cho thế này thì rất ngại với nhà gái vì thiệp mời đã vát đi hết rồi. Ngập ngừng mãi, anh đưa ra đề nghị bán căn chung cư đang ở. Anh nói với giá cả hiện nay, căn hộ này sẽ bán được hơn 4 tỷ đồng. Trả nợ cho bố mẹ xong thì có thể gửi số tiền còn lại vào ngân hàng, hàng tháng rút lãi ra chi trả cho khoản ở thuê, rồi từ từ tích cóp mua lại căn chung cư khác. Chuyện bố mẹ anh gặp khó khăn trong kinh doanh thì tôi cũng có biết. Bởi trước đây anh nhờ tôi đi vay tiền, tôi nói anh họ tôi cho vay. Nhưng thực tế tôi đưa khoản tiền tiết kiệm của tôi là 300 triệu đồng của mình cho anh họ để giúp. Bố mẹ tôi không biết nhưng anh có ghi giấy nợ hẳn hoi với anh họ của tôi. Còn việc ăn uống mọi thứ hầu như chi phí từ tôi, đến nay số nợ đó chưa được anh nhắc tới. Nhưng tôi cũng không tính toán nhiều vì nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà. Tuy nhiên chuyện căn chung cư thì hoàn toàn khác. Đó là căn nhà của bố mẹ tôi tặng. Nếu đem bán đi chắc chắn ông bà sẽ không hài lòng. Hơn nữa, cuộc hôn nhân chưa bắt đầu mà tài sản lớn duy nhất đã mất. Tôi thấy rất bất an khi nghĩ về tương lai. Nhưng tôi cũng không khỏi suy nghĩ về gia đình anh nợ nần như vậy. Anh thì căng thẳng tới mức chả thiết tha gì tới đám cưới. Lâu lâu anh nói không có tâm trạng để cưới vợ nữa. Sau một đêm tình hết nước hết cái, tôi đề nghị với anh một giải pháp khác. Thay vì bán chung cư đi thì có thể bán căn nhà bố mẹ anh ở quê, còn thiếu bao nhiêu thì vay mượn để trả hết nợ. Sau đó anh có thể đón ông bà lên sống tạm căn hộ của tôi trong thời gian chưa có nơi ở. Tôi nghĩ đây là cách giải quyết hợp lý nhất trong tình cảnh này. Không ngờ chồng trước cưới của tôi nổi nóng, la mắng tôi không biết suy nghĩ. Anh nói công việc làm ăn của bố mẹ đều ở quê, giờ đến đây ở khác gì trói họ ở trong nhà, làm sao mà sống được. Hơn nữa anh là con trưởng, có trách nhiệm giữ lại căn nhà để thờ cúng tổ tiên sau này. Nếu bán đi thì khác gì đẩy anh vào cái tội bất hiếu. Sau đó anh tỏ thái độ dằn hắt với tôi. Tôi cố nghĩ rằng thái độ xấu của anh có lẽ vì đã trải qua nhiều đêm mất ngủ vì quá căng thẳng và lo lắng nên cố gắng nhẹ nhàng làm lành. Nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, bảo tôi về xin phép bố mẹ bán căn chung cư đi để giải quyết việc trước mắt đã. Như thế mọi người mới có tâm trạng tính tới chuyện cưới xin, nếu không thì thôi. Trước sự ép buộc và lời đe dọa ngầm sẽ hủy cưới đó,
tôi vô cùng thất vọng. Bây giờ nếu dừng chuyện cưới xin, hẳn người đau lòng nhất là bố mẹ tôi. Bao nhiêu năm nay ông bà luôn tự hào vì có cô con gái ngoan ngoãn giỏi giang. Việc tôi bị hủy hôn khác nào một cú tát vào mặt bố mẹ. Nhưng tôi cũng không có mặt mũi nào để xin bố mẹ cho bán căn hộ. Hơn nữa, với giá cả nhà đất hiện nay, bán rồi thì làm sao chúng tôi có thể mua lại được với mức thu nhập của hai đứa. Mấy ngày nay, chồng chưa cưới cố tình tránh né tôi, không về nhà, cũng không liên lạc. Bản thân tôi có quá nhiều suy nghĩ nên cũng chẳng còn tâm trạng nào cho đám cưới nữa. Tôi gọi điện về nói với bố mẹ tôi. Bố tôi nói để bố lên nói chuyện không được bán chung cư. Anh trốn biệt luôn dù còn hơn một tuần nữa là cưới. Tôi đi với bố xuống nhà anh và đưa tờ giấy nợ 300 triệu của anh họ anh mượn tôi. Bố tôi nói với bố mẹ anh, thôi không cưới xin gì nữa, may mà chưa đăng ký kết hôn. Gia đình tôi sẽ hồi lại hết, chỉ mong ông bà và con trai của ông bà hoàn lại tiền cho con gái tôi. Ông bà là người ở quê, mà tôi là Hải Phòng, thì ông bà và cháu đây sẽ biết chuyện gì rồi đấy. Tôi xin nghỉ phép về Hải Phòng với bố mẹ. Bố tôi lập tức bán căn hộ và mua chỗ khác an toàn cao cấp hơn để cho tôi tiền đi làm. Và nhắc người yêu cũ của tôi trong vòng một năm phải trả tiền, nếu không thì đừng có trách. Người Hải Phòng không nói nhiều đâu. Tác giả Trần Linh. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.